Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Còi Vlog. Ngày hôm nay xin được chia sẻ với toàn thể quý cô bác, cô chú, anh chị và các bạn tang lễ của đồng chí Đặng Văn Thư. Đồng chí thiếu tá Đặng Văn Thư sinh năm 1980 tại Tùng Nọc, Can Nọc, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí đã không may đột ngột qua đời từ trần vào lúc 7 giờ 25 phút ngày 29 tháng 4 năm 2023, tức ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão. Đồng chí ra đi hưởng dương 44 tuổi đời. Giây phút này thì toàn thể các đồng đội cùng đơn vị với đồng chí Đặng Văn Thư, cùng với tất cả người nhà, bà con, hàng xóm, anh em, bạn bè, thân thích gần xa, cùng với thầy, tất cả mọi người đang tề tựu ở nơi đây, để mọi người cùng nhau làm lễ khâm niệm cho đồng chí Đặng Văn Thư trong một nỗi niềm xót xa và đầy thương tiếc. Những tiếng khóc xé lòng của người vợ, con và anh em của đồng chí Đặng Văn Thư khiến cho tất cả mọi người trở về với gia đình của đồng chí ai cũng không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi quá thương tiếc của đồng chí. Trong lúc đồng chí sự nghiệp ngày càng thăng tiến, gia đình đang ngày càng hạnh phúc, thì không may đồng chí lại đột ngột qua đời ra đi, để lại cho mọi người một sự xót xa vô cùng. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát đau thương mà không gì có thể bù đắp được. Bố mẹ mất đi một người con hiếu thảo yêu quý, vợ mất đi một người chồng thủy chung son sắt, luôn quan tâm đến vợ đến con. Con của đồng chí mất đi một người cha đáng kính yêu quý và luôn hết lòng quan tâm chăm sóc cho con. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đồng chí Đặng Văn Thư được sinh ra và lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đó là quê hương Hà Tĩnh. Tuổi nhỏ, đồng chí được bố mẹ chăm sóc và cho ăn học. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tháng 2 năm 2004, đồng chí đã tình nguyện lên đường nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 20 năm công tác và phấn đấu trong quân đội nhân dân Việt Nam và 18 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đồng chí là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng. Với những gì đồng chí đã cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và hạng ba, và đồng chí cũng được các thủ trưởng các cấp tặng thưởng rất nhiều giấy khen, bằng khen các loại. Trong lúc cuộc sống của đồng chí đang yên bình, công việc và sự nghiệp của đồng chí đang ngày càng tiến tới, con cũng đang dần trưởng thành, có người vợ hiền là hậu phương vững chắc, gia đình của đồng chí đang ngày càng hạnh phúc. Đồng chí và người vợ của mình đã trải qua rất nhiều khó khăn, cũng mong rằng sau này sẽ được hưởng phúc bên cháu bên con. Thì ai có ngờ đâu đồng chí lại đột ngột qua đời, để cho người vợ phải chịu cảnh đứt quang gãy gánh giữa đường, không còn được ở bên chồng để rồi chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, không còn có chồng là trụ cột trong gia đình để rồi cùng nhau chăm sóc và lo cho con. Đâu còn những ngày bữa cơm ngon canh ngọt, em đợi anh về rồi ta cùng với con quây quần
bếp, mâm cơm, mái ấm, gia đình. Thật là quá xót xa và thương tiếc cho đồng chí Đặng Văn Thư. Với 44 tuổi đời, gần 20 năm công tác và 18 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã nỗ lực và phấn đấu cố gắng để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như lo cho cuộc sống của gia đình. Nhưng ngày hôm nay thì 44 năm của đồng chí đã phải khép lại từ đây. Đồng chí ra đi mãi mãi, không có ngày quay trở về với gia đình được nữa. Chúng tôi, những người làm chương trình kênh Sơn Còi Vlog, xin được thay mặt cho toàn thể quý cô bác, cô chú, anh chị và các bạn, xin được chia buồn tới gia đình của đồng chí Đặng Văn Thư và nguyện cầu cho đồng chí ra đi hồn sớm được siêu thoát nơi cõi Phật. Và cũng mong muốn gia đình hãy cố gắng vượt qua mất mát đau thương quá to lớn để ổn định lại cuộc sống, ổn định lại tinh thần, làm nốt những công việc mà đồng chí Đặng Văn Thư vẫn còn dang dở. Sơn Còi Vlog xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi những phần tiếp theo tang lễ của đồng chí Đặng Văn Thư.